Còn anh là ai, anh là ai? Idol kid, you are one for. Biết bao nhiêu người, tại sao anh là người phải chịu nghịch cảnh này? Em nói đi. Đôi chân anh đã dừng lại mà sao vẫn ngóng về phía em, vì chắc tình cảm này còn vương vấn, nó còn muốn níu em ở lại. Nhưng mà sự thật đã không cho phép nó làm như thế, vì người ta cầu tương lai. Mai mốt này em về nơi đó, biết còn nhớ đến anh không? Ừ mà quên lúc đó người ta là con gái đã có chồng. Mình là cây thá gì chứ mà bắt người ta phải nhớ? Mình là cây cậu bắt ngang xong. Mình là thằng khốn hay cản gần người ta giao bô ly rượu hồng? Mình là cây gai là chướng ngại cản gần hạnh phúc người ta mong. Mày tránh ra cầu tránh qua một bên để cho lời chúc được vang vọng. Cái nơi người ta đang có tình vui, sao mày đem nước mắt vào trong đó? Mày đi về đi, đi về về nơi tăm tối mà gửi nước mắt vào trong gió. Dù mày đâu thắt thì cũng về nhà và dậy vỏ. Em ơi anh đau, đau nhiều lắm như ngạt vết khắc vào tim anh. Nơi buồn ngục tối em giam cầm, linh hồn không thoát anh da lạnh. Lúc này chỉ muốn uống thật say để cho thân xác này được thoải mái. Dù cho sống tiếp hay là chết ngất qua ngày mai. Ở nơi đây có một thần ngốc, nó vẫn yêu em, nó vẫn chờ và nó vẫn đợi dù cho kết quả nước mắt lem. Em nơi đó nó còn nơi này, vậy nó ngóng chờ hình bóng ai? Mà tại sao nó phải chờ đợi khi người đó không?